Rồi, xin chào anh em ngày 16 tháng 8 nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy cắt cỏ, tổng cộng là 11 cây nha anh em, từ con E1 cho tới con E11 ha. Máy hôm nay thì tiếp tục có cho anh em là Maruba 20 nòng 38 ly nha anh em. Hitachi 33 cũng nòng 38 ly nè. Makita 24 anh em, trợ lực E tự động luôn. Con đã đẹp ha. Echo 260 nè. Con này cơm 2300 nha anh em. Một cặp TG nè, tim G tim liền ha. Tanaka gì sao nè, Hitachi và con Rubin cốc Makita cốc nè, anh em gọi tên nào cũng được nha. Còn anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này có Zalo nha anh em. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn ha. Là hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được test nổ thử nha. Ok còn lành hết thì anh em thanh toán cho shipper thôi, rất là đơn giản luôn ha. Thì 11 con máy ngày hôm nay thì đều là hai thì nha, cho nên là anh em nhớ chuẩn bị xăng pha nhất hai thì để thư hàng giùm em ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha, ở gần gốc cầu Cái Hang nha anh em. Và anh em xem clip thì nhớ cho em một nút like ha, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên là con E1 nha. Mướt luôn nha anh em. E1 đây là con Makita cốc, hay là anh em gọi là Rubin cốc cũng được nha. Nó gọi là cốc là do nó gọn và nó nhẹ nha anh em. Đó, nếu khi mà anh em đổ đầy xăng nhớt luôn thì nó cũng chỉ tầm khoảng 3,5 kg thôi. Giỡn má giùm nha. 3,5 kg thôi nha anh em, rất là nhẹ nha. Mà khi mà anh em đổ đầy xăng nhớt luôn á ha, để xuống. Con này là zin nguyên bản 100% luôn nha anh em. Áo thì liền lạc hết, không bể vỡ nè. Mặt tiền thì chưa có nấm khối luôn. Đặc biệt con này nó dùng e tay đỏ tự động và chế quanh gồ một kim nha. Nè, đóng e lên ra là e tự động nhảy về cho mình luôn nha, rất là tiện lợi luôn ha. Bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy luôn nha anh em, còn rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đây, rất là trắng luôn. Tâm liền, tâm nhựa nha anh em. Tem mát còn đầy đủ cho mình luôn, Makita ha. Công tắc ấn thôi nha anh em. Rồi, ta lấy đôi gai giữ ha, lắp đầu bò zin cho mình luôn nha. Lắp thì tem mát còn đầy đủ hết luôn nè anh em. Rất là đẹp. Con này là zin nguyên bản 100% hết luôn ha. Cái này anh em nào mà dùng gia đình thì phải coi là cực kỳ hợp lý, nhỏ, gọn, nhẹ và đặc biệt rất là tiết kiệm xăng. Máy thì cực kỳ nhẹ nổ luôn nha anh em. Đi thêm một cái là chế quanh gồ e tay đỏ tự động nữa thì quá tuyệt vời luôn. E1 giá 1,2 triệu ha. Tiếp theo là con E2. Con Hitachi nha anh em, con này nòng 32 ly ha, nó 23cc nha. Con này hôm nay nó ngon cái là nó zin nguyên bản 100% hết luôn nha anh em, không có bị thay thế bất cứ một cái linh kiện gì luôn. Máy là máy bugi đứng nè, rất là ngon ha. Bình xăng con zin một kim nha anh em, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy cho mình luôn. Đây, chân chống bình xăng đầy đủ luôn nha anh em, rất là gọn nhẹ ha, bằng nhựa nè. Tâm con này thì nó là tâm liền tâm nhựa luôn nha anh em, tâm zin theo máy cho mình luôn. Con này thì nó dùng cái bộ ga là hai chế độ nha. Ga này là như ga bóp anh em, kéo ra buông là tự động nó chảy về vị trí cũ mà, như ga bóp. Còn anh em muốn kéo tới đâu nằm tới đó thì mình giữ cái này vô. Ở ga này thì gọi là ga hai chế độ ha. Công tắc thì nằm trên đây luôn nha anh em. Y là mở, O là tắt nè. Gạt tắt rồi thì nhớ gạt Y lên mở nha anh em. Nhiều khi mấy cái này lặt vặt thì hay quên lắm. Rồi, lắp đầu bò zin nha anh em. Con này đầu bò là nó có thêm cái chén là chống ốc mài mòn luôn nè. Ở zin nguyên bản 100% luôn nha anh em. Máy bui đứng ha. Áo thì liền lạc hết, không bể vỡ nha. E2 giá 1,3 triệu. Tiếp theo là con E3. E3 con này là con Tanaka anh em, gọi là Tanaka vượt sao ha. Nè, do chụp giật nó không biết sao cái tâm nè, cho nên ở đây thì tụi em gọi là Tanaka vượt sao ha, còn không thì anh em gọi là Tanaka mặt phẳng cũng được luôn, tại vì mặt trước nó rất là láng luôn, bằng ngọt quá, nó bằng gan luôn anh em. Mặt tiền đẹp ha, đỏ ken luôn nè. Nòng 32 ly, con này 23cc nè, tổng thể là nguyên màu đỏ luôn. Bình xăng con thì nó là hai kim mới nha, bình xăng lớn thì nó bình zin này nha anh em, zin theo máy nè, chân chống bình xăng thì còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Đó, còn mới lắm nha anh em. Nè, đỏ ken hết luôn ha. Đây, vòng vòng là đỏ hết luôn. Tâm gờ tâm nhôm, máy dùng công tắc ấn nè. Suzuki máy còn luôn. 059262 nha anh em. Tay lấy đôi gai giữ ha.
Lắp đã bồi zin, con này lắp cũng còn tem mát đủ cho mình hết luôn nè. Ở một con máy mà anh em cũng có thể là dùng gia đình thì rất là phù hợp luôn nha anh em. Đó, rẻ mà rất là tiết kiệm xăng luôn ha. E3 giá 1,2 triệu. E4 E4 là con Kawasaki TG25 nha anh em, nòng 32 ly, 25cc nha, chạy rất là khỏe luôn nha anh em. Nó giống như cái thằng mà Echo khủng lông ăn cỏ đó, cực kỳ khỏe luôn. Cái đời con này thì nếu mà anh em dùng để cắt cỏ hoặc là anh em dùng để bơm nước tưới tiêu thì anh em nên lấy cái con này E4 này, tại vì cái tâm nó là tâm liền. Thứ nhất cái tâm liền nó sẽ giá nó rẻ hơn thằng tâm G 50.000. Cái thứ hai là cái dòng tua của thằng tâm G tâm liền á nó sẽ quay nhanh hơn. Cho nên là anh em có nhu cầu là cắt cỏ để bơm nước thì anh em nên lấy tâm liền ha, nó sẽ được hai cái lợi thế. Bình xăng con này thì nó là hai kim mới nè, bình xăng lớn thì nó bình zin nha, zin theo máy cho mình luôn. Khung bảo vệ bình xăng còn đủ luôn nha anh em, bằng nhựa nè, rất là nhẹ nhàng cho mình luôn ha, nhưng mà vẫn đảm bảo là chất lượng, nhưng mà bình xăng không chạm đất. Trong lốc là cái, ở dưới chụp giật nó có Suzuki luôn nha anh em, Suzuki nó hơi mờ. Suzuki con này là 064684 nha anh em, hay em đọc Suzuki á, anh em có cần thì anh em cứ ghi lại nha, tại vì nó hơi mờ á, không thấy rõ. 064684 ha. Đây, tâm liền tâm nhôm cho mình luôn, công tắc ấn nha anh em. À, con này trong lốc là nó có nhập mắt in Japan luôn nha. Đây mắt in Japan ha. À, ta lấy đôi gai giữ nha, lắp đầu bò zin, con này đầu bò thì nó cũng có chén chống ốc mày mòn luôn nha anh em, bằng nhôm ha. Rồi E4 giá 1,500,000. E5 con này thì nó cũng giống như con E4 anh em, là Kawasaki TG25. Nó khác cái thằng E4 ở chỗ á là nó là tum G anh em, thì anh em nào có nhu cầu tháo cái xịt thuốc hay là anh em chế cháo đổ gì đó thì anh em lấy con này nhá, thì anh em có thể tháo gờ đầu máy ra anh em chế cháo. Nồng thì nó cũng là 32 ly, 25cc luôn nha anh em. Con này bình xăng con thì nó là hai kim mới nè, bình xăng lớn này thì cũng đã thay mới luôn rồi nha anh em, thay mới nhưng mà cái dàn khung bằng nhựa vẫn còn giữ nguyên cho mình nè, đó, bảo vệ bình xăng nha anh em, mà nó nhẹ cho mình đó ha. TG25 nè, Suzuki con này cũng còn bị mờ nè, mờ quá thấy cũng không được nữa nè, nó còn mà nó mờ nè, còn cái tem thôi, tâm gờ tâm nhựa nha. Đây nó công tắc con này thì nó là dùng công tắc gạt nè, lên mở xuống tắt ha, gạt tắt rồi thì nhớ gạt lên mở nè, quên. Tại đây đôi gai giữ ha, lát trắng cỏ đầu bòi zin cho mình luôn nha anh em. Đó, anh em nào muốn chế cháo cái xịt thuốc là độ gì đó thì anh em lấy con E5 này. E5 giá 1,550,000 nha. E6 này là con cơm 23 nha anh em. Con này thì do cái chụp giật nó bị mắc cái tem á, cho nên em lấy cái đỡ cái tem của thằng cơm 26 em dán đỡ nha. Đó, con này nồng 32 ly, 23cc. Tình trạng là zin nguyên bản cho anh em 100% luôn. Tất cả mọi thứ theo máy là zin nè. À. Bình xăng con zin một kim, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy cho mình luôn. Được một cái là con này nó là tum G tum nhôm anh em, tum cũng là tum 260 nè, giống như con TG25 hồi nãy vậy á. Con này tum điện tum nhựa, tum G tum nhựa luôn nè ha. Đây anh em việc là tháo bốn ốc này ra nè, là anh em có thể lấy cái đầu máy G ra luôn nha. Công tắc ấn nha anh em, nằm bên hông nè. Công tắc này là công tắc zin của nó luôn nè. Rất là nhạy và nó kiểu như nó giấu công tắc anh em, làm thiết kế rất là hay luôn. Nhìn là nhiều khi không để ý là không thấy công tắc luôn anh em. Ta lấy đôi gai giữ ha, lắp đầu bò zin nha anh em. Con này là nguyên bản cho mình 100%, không có bị lai thay hay là bị lai bất cứ một cái gì vô luôn. E6 giá 1,650,000 ha. Tiếp theo là con E7. Con Echo 260 anh em, nòng 34 ly, 26cc ha.
Dòng Ichoki Quick thì anh em cũng biết là một cái thương hiệu chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha anh em. Đó, rất là tiết kiệm xăng. Con này bình xăng con zin nha anh em, vú bơm xăng là vú lớn rồi nè. Nồng 34 ly 26 cc, nói chung anh em cắt cỏ là bao ngon bao khỏe luôn. Các cỏ cứng cỏ bụi cũng ngon hết trơn luôn nha anh em. Đó, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy luôn. Tem mát còn đủ luôn nha anh em, số Sigi 012496, tem mát cho bạn đủ nè. Đó, tâm liền tâm nhôm nha anh em. Tâm liền tâm nhôm ha. 260. Rồi, con này ta lấy đôi nha anh em, gai dữ nè. Con này thì được cái là công tắc nằm trên tay cho mình luôn, giúp cho anh em tắt mở máy thì phải gọi là cực kỳ tiện luôn ha. Lắp đầu bò zin nha anh em, nguyên bản 100%. Rất là ok luôn ha, găng đi nổ rất là giòn luôn. E7 giá 1,9 triệu nha anh em. E8. E8 này là con Makita 264 anh em, quá đẹp luôn ha. Quá mới nè, bồ trắng tươi nè. Áo thì xinh dờn luôn ha, cái màu này là anh em xài không sợ lỗi thời luôn nè. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em. 34 ly 26,4 cc anh em. Không, 264. Chụp giật trợ lực nha anh em. Đặc biệt bình xăng con zin màu kim e tay đỏ tự động nè. Đóng e lên ra, đó là e sẽ rộng chạy về mở cho mình luôn ha, rất là hay luôn nha anh em. Bình xăng lớn là bình zin nè, trắng đẹp anh em, hồng đổ xăng là hồng cổ cao nè, hay còn gọi là hồng cổ ngỗng đó. Chân chống bình xăng còn đủ nè ha. Tâm con này thì nó là tâm liền tâm nhựa anh em, tâm là tâm màu nâu nha. Công tắc ấn. Tem mát còn đầy đủ luôn. Đây, tem zin nó luôn nha. Ta lấy đôi ha, gai dữ nè. Láp trắng cỏ đầu bòi zin luôn nha anh em. Láp thì tem mát cũng còn nguyên si luôn. 34 ly mà con này có trợ lực ha. Rất là nhẹ, rất là nhẹ nổ cho mình luôn. E8 giá 1,8 triệu nha anh em. Tiếp theo là con E9. E9 con này là con Maru 320 nè, Maru đầu vuông, nòng 38 ly nè, 32 cc. Con này thì cắt cỏ phải gọi là bao phê luôn rồi. Dòng Maru thì được cái là ổn định đó anh em, chạy tiết kiệm xăng mà cực kỳ bờ luôn. Mặt này máy công suất lớn nữa thì cắt cỏ gọi là ngon lành trình đạo luôn rồi ha. Bình xăng con zin một kim nha anh em, bình xăng lớn thì nó bình zin theo máy luôn nè. Trong nóc thì nó có dập mắt in cho băng luôn nha anh em, chữ rõ ràng luôn nè ha. Chân chống bình xăng đầy đủ nè, bằng nhựa anh em thì nó gắn vô bình xăng luôn nha, giúp cho máy của mình là nó thứ nhất là nó giấu nè, thứ hai là nó nhẹ cho mình nữa ha. Tâm gời, tâm nhôm, tâm 260 nha anh em. Tâm này gọi là tâm nhỏ đó. Công tắc ấn nè. Rồi, ta lấy đôi gai giữ nha. Lắp đầu bò zin hết luôn nha anh em. Lắp thì tem còn nè. Đó, Maru 320 cho mình ha. Nguyên bản 100% không bể vỡ luôn hết trơn nha anh em. E9 giá 2,7 triệu. E10. Luôn nha anh em, 38 ly là công suất đã lớn rồi, nòng đã lớn rồi, mà con này nó bán bình xăng chơi một cái nữa thì phải gọi là quá vip luôn ha. Con này Hitachi Bamba anh em, nòng 38 ly, 33 cc, máy bình xăng trên thì bao khỏe bao cắt mạnh luôn nha anh em. Cỏ cứng cỏ bụi cỏ gì anh em quất láng hết cho em luôn nha. Máy bình xăng trên thì anh em nhớ lưu ý nè, khi xài thì mở bình xăng, còn không xài thì anh em phá cái bình xăng lại giùm em ha, có nhiều đó thôi. Cái bình xăng lớn này thì thay mới rồi nha anh em, thì cái này nó cũng chỉ có nhiệm vụ là chứa xăng thôi nha, chứ nó không có ảnh hưởng gì máy hết ha. Lọc xăng thì em gắn đầy đủ cho mình luôn. Tâm gời, tâm nhôm. Đây. Công tắc ấn anh em. Lắp con này thì lúc nào cũng vậy anh em, sẽ có hai cái chế độ nha. Thứ nhất là lắp nó cứng nè, là anh em xay thì xay luôn nguyên cái đầu máy. Còn anh em muốn nhẹ thì anh em mở cái này ra.
mở cái này ra nè, thì cái lát nó sẽ xoay xoay, thì khi mà anh em cắt trong ngóc trong ngách thì anh em chỉ xoay cái lát thôi, cái đầu máy nó sẽ vặn giữ nguyên. Thì cái này là nó nhẹ hơn cho mình, thì tùy anh em sẽ quen cái nào thì anh em mình lấy cái đó, nhưng mà thường em khuyên là anh em nên xài lắp xay nha, để nó nhẹ nhàng hơn cho mình ha. Công tắc ấn này nha anh em. Rồi M10 giá 1.9 triệu nha. Cuối cùng M11. M11 là con Echo mỏ chuột hay gọi là Echo khủng long cỏ này nha anh em, nòng 32 ly 25cc, một cái thương hiệu máy phải gọi là chạy cực kỳ ngon luôn nha anh em, vừa khỏe mà lại vừa bền cho mình nữa. Đồ đạc bên ngoài là bằng nhôm bằng sắt không nè, xài là không sợ bể vỡ anh em. Đó, ví dụ như có gì đó nó gớt cắn ngớp méo là anh em dịch là anh em nắng là anh em xài tiếp luôn, không có sợ bể vỡ nha. Bình xăng con zin nha anh em, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy cho mình luôn nè. Đó, liên lạc hết luôn nha, tâm gờ tâm nhôm này nha anh em. Đây 253 này ha. Rồi con này bách ga, công tắc, tay lái, chắn cỏ, đầu bò, đầu đầy đủ hết cho cho mình luôn nha. Và đặc biệt con này là zin nguyên bản 100%, không có bị thay thế bất cứ một cái gì hết luôn ha. Rồi E11 giá 1.500.000 nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.